Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Chiều ngày 19 tháng 5, giải bóng đá mini thanh niên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 2013 đã chính thức được khởi tranh với sự tham gia của 12 đội bóng đại diện chi đoàn có phong trào thể thao xuất sắc nhất của ngành, gồm Bảo tàng Lịch sử, Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, Thư viện Quốc gia, Tổng cục Thể dục Thể thao 1, Tổng cục Thể dục Thể thao 2, Nhà hát Tuổi trẻ, Cục Điện ảnh, Trung tâm Công nghệ Thông tin, Trường Cao đẳng Du lịch, Nhà hát Cải lương, Công ty In và Văn hóa Phẩm, với thành phần là đoàn viên thanh niên đang sinh hoạt tại các đoàn cơ sở, chi đoàn trực thuộc Đoàn Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch. Có thể khẳng định là giải bóng đá mini truyền thống Đoàn Thanh niên Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch năm 2013 có một ý nghĩa hết sức quan trọng. Đó là đúng vào cái dịp chúng ta kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và cái mục đích lớn nhất và chúng tôi kỳ vọng nhất đó là đây là tạo ra một cái phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. 12 đội sẽ được chia làm 3 bảng, thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm, chọn 6 đội nhất nhì mỗi bảng và 2 đội xếp hạng 3 có thành tích cao nhất vào thi đấu tứ kết. Giải bóng đá mini thanh niên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 2013 là giải đấu được tổ chức thường niên với mục đích phát triển phong trào thể dục thể thao nói chung và môn bóng đá nói riêng. Giải cũng là nơi để cán bộ, các đoàn viên thanh niên trong đoàn bộ giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong công tác, góp phần nâng cao sức khỏe để làm việc, học tập, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Giải sẽ kết thúc vào ngày 27 tháng 5 năm 2013. Trong phần tiếp theo, Sena